Dạ em chào anh chị và các bạn đã đến với kênh em ngày hôm nay nha. Và trưa ngày hôm nay thì em có chạy đến ngay Củ Chi nha anh chị. Áp xuống chạy sẽ ăn nhân tay Củ Chi nha anh chị. Rồi ghi hình đang bán cho các anh này là ba con bò nha anh chị, một cặp bò đực nha. Một con là con bò siêu mẫu đen và một con là con bò đực rách man, và kèm theo đó là một con bò cái xin nha anh chị. Bò cái tơ nha, tầm khoảng là 16 tháng nha anh chị. Và để biết thêm thông tin về bò, bây giờ em mời anh chị và các bạn hãy theo dõi đeo phút sau đây nha. Dạ thì hiện tại em ở đến nhà của anh và ghi hình đang bán cho anh là ba con bò nha anh chị. Thì đầu tiên thì em xin phép giới thiệu cho anh chị, đây là con bò siêu mẫu đen nha. Đây là con bò đực siêu mẫu đen nha anh chị. Con bò này thì em kiểm tra dàn chân trước nha anh chị. Dàn chân trước, dàn chân đứng thẳng và hai móng trên là móng sò nha anh chị. Rất là ngon bò luôn ha. Còn đây chính là dàn chân sau nha anh chị. Chân móng cũng đứng thẳng nha, hoàn thiện hết anh chị. Và hai móng sau là móng sò nha anh chị. Thì cái con bò đực siêu mẫu đen này thì em có lấy thước em đo, thiển cao tầm khoảng 1m15 bò nha anh chị, rất là đẹp bò ha. Và con bò này thì em có hỏi anh chủ nhà và anh chủ nhà nói là 8 tháng nha anh chị, bò đực này là 8 tháng nha anh chị, đã xương đòn cũng rất là ok nha anh chị. Con bò này là cái giống bò siêu mổ đen nha anh chị, là cái giống bò siêu thịt nha. Đó thì nếu mà cô chú chị quan tâm thì cô chú chị nhắc máy lên cho em nha. Thì cái con bò này thì em quan sát thì em thấy là cái dạng rối rối nha anh chị, nó không được mập lung nha, nên là giá tiền nó thì nó cũng mềm cho anh chị nha. Và cái con bò này thì em có bàn bạc với anh chủ nhà và anh đưa ra mức giá là 21 năm nha anh chị, 21 triệu 500 ngàn đồng nha. Và anh có nói em nếu mà cô chú chị nào muốn mua thì anh sẽ bớt cho anh chị là một chút đỉnh tiền xe nha anh chị. Còn đây chính là con bò đực Ratman nha anh chị, Ratman dạng khú nha, rất là đẹp bò nha anh chị. Bò này thì em kiểm tra là sái nghiêm chỉnh nha anh chị, sái mặt ha, sớ lưng là hoàn toàn nghiêm chỉnh hết anh chị, gu cũng đang trong quá trình là nở nha anh chị. Đó bò này là em kiểm tra là không lan không giá nha anh chị, rất là đẹp bò nha, gạn khú nha anh chị, rất là hiếm bò ha. Bò này thì theo quan sát của em nè, dàn chân trước dàn chân sau, chân móng đứng thẳng và bốn móng là móng sò anh chị, chân là chân kiền khú nha, dậu yếm thì lòng thòng nha anh chị, rất là đẹp bò ha. Bò này thì em có lấy thước em đo, thiển cao tầm khoảng là 1m22 bò nha anh chị, 1m22 bò nha. Và bò đực khú này thì em có bàn bạc với anh chủ nhà và anh đưa ra mức giá là 24 triệu nha anh chị, 24 triệu là giá tầm trung nha anh chị. Và anh có nói với em nếu mà anh chị nào cảm thấy thiện ý mua cái con bò này thì anh sẽ bớt cho anh chị là chút đỉnh tiền xe, cũng như hỗ trợ chi phí cho anh chị là kéo xe về nhà nha anh chị. Đó thì cái con bò đực Ratman dạng khú này thì em có hỏi anh chủ nhà thì anh chủ nhà nói là tầm khoảng là 12 tháng nha anh chị. Bò này lẫn cao tầm 1m22 bò nha anh chị. Đó rất là đẹp bò ha, dạng khú nha anh chị. Và nếu như mà ở nhà anh chị đây là có con bò như vậy rồi thì cô chú chị mua con này về cáp lại rất ok nha anh chị. Đó rất là đẹp bò ha. Rồi nếu mà cô chú chị có quan tâm về con bò đực Ratman dạng khú này thì mong cô chú chị hãy nhấc máy lên gọi thẳng ngay xuống thoại của mình cho em nha, để chúng ta là chốt ngay con bò này đem về nhà nuôi bò quéo nha anh chị. Giờ thì em xin giới thiệu cho anh chị, đây chính là con bò cái xin lai dòng Ratman nha anh chị, để cho anh chị là đem về nuôi sinh sản nha. Trước mình anh chị đây chính là con bò cái lai dòng Ratman nha anh chị, màu bò rất là đẹp nha anh chị, màu đỏ mặt ha. Bò này thì em quan sát là sái nghiêm chỉnh nha anh chị, sái mặt ha, sái lưng là hoàn toàn nghiêm chỉnh hết nha anh chị, màu đỏ mặt ha. Bò này là nó có gu nha anh chị, tại vì sao, tại vì nó lai cái dòng Ratman á nên là nó có gu nhẹ nha anh chị, bò rất là đẹp ha. Bò này tầm khoảng là 18 tháng tuổi nha anh chị, và anh chủ nhà nói em là anh đã cho thải nọc lại là được tháng nha anh chị, rúng đầy đủ nha, dạo em thì nói chung là cũng đầy đủ hết nha anh chị. Dàn chân trước dàn chân sau, chân móng đứng thẳng và bốn móng là móng sò nha anh chị, rất là đẹp bò ha. Bò này bao ăn bao uống cho anh chị luôn ha, nên là cô chú anh chị là hoàn toàn yên tâm nha. Bò này là nó thuộc dạng bò tơ nha anh chị, chưa sinh sản lứa nào nha, bò rất là đẹp bò nha anh chị. Thì bò cái này thì em có lấy thước em đo, thì cao tầm khoảng là 1m21 bò nha anh chị, không ren không giá nha, màu đỏ mặt rất là đẹp bò anh chị. Và nó thuộc dạng bò tơ chưa sinh sản nha anh chị, nên là cái đường sinh sản sau này của anh chị sẽ lâu nha. Đó bò này thì nói chung là em có bàn bạc với anh chủ nhà rồi và anh đưa ra mức giá là 25 triệu nha anh chị. Và anh chủ nhà nói với em nếu mà anh chị nào cảm thấy thiện ý mua thì anh sẽ bớt cho anh chị là chút đỉnh tiền xe, cũng như hỗ trợ chi phí cho anh chị là kéo xe về nhà nha anh chị. Còn những anh chị nào đang ở gần khu vực của anh thì có thể là đến trực tiếp nhà của anh và chúng ta xem bò nha. Còn những cô chú anh chị nào đang ở xa và muốn mua con bò này, một trong ba con bò này, thì mong cô chú anh chị hãy mạnh dạn nhắc máy lên gọi ngay xuống hội màn hình cho em, thì bên em sẽ có người giao đến tận nhà cho anh chị luôn nha, nên là cô chú anh chị là hoàn toàn yên tâm nha anh chị. Thì em xin nhắc lại địa chỉ của anh nha, thì địa chỉ của anh là ở ấp Xóm Trại, xã Nhân Tây, huyện Củ Chi nha anh chị.
Thì một lần nữa, nếu mà anh chị cảm thấy nghĩ một trong ba con bò này rồi thì mong cô chú chị hãy mạnh dạn nhấc máy lên gọi ngay xuống hội mình cho em nha, để chúng ta là cùng nhau sở hữu ngay là một trong ba con bò này nhau chúng chị. Thì thôi, câu đeo này em xin tạm dừng tới đây. Và một lần nữa, nếu mà anh chị cảm thấy nghĩ một trong ba con bò này thì mong anh chị hãy nhanh tay nhấc máy lên gọi thẳng ngay xuống hội mình cho em nha, để chúng ta là cùng nhau sở hữu ra ba con bò này nha anh chị. Còn bây giờ thì em xin phép chào tạm biệt mọi người và hẹn ngủ tập tiếp theo nha.